Vâng, ở trong một khu vực triển lãm Qua Lăng. Vâng, Qua Lăng, ngày hôm nay hơi Qua Lăng. Họ phải dùng ô cho cây. Vâng, trước mặt chúng ta là hai cây. Một cây là cây hoa giấy ạ. Vâng. Được che ô rất cẩn thận. Và một cây xanh. Qua Lăng. Vâng, và bây giờ chúng ta đến với một tác phẩm me. Vâng, dáng trực huyền. Rất già, tay cánh rất già. Vâng, và đây là tổng thể của cây. Vâng, chúng ta tiếp tục đến với cả một cặp xanh này, đẹp quá. Tuyệt đẹp. Vâng, nhân tiện mình cũng qua cái cây xanh bên này luôn, trong một cái chậu tàu. Cây quá dâm, vô cùng rụt rịt. Rất già, chùn hết rồi. Vâng, các bạn nhìn thấy chùn hết rồi. Vâng, và tiếp tục là một cây tường vi ạ. Một cây tường vi, họ xuống lá bây giờ bật mầm hết rồi. Rất xung xì. Vâng, và đây là tổng thể của cây. Một cái dối mini, chiều cao cỡ khoảng độ tầm 40 cm ạ. Một người bê. Cực kỳ già. Và đây tổng thể của cây.